quán cà phê Trung Nguyên, đông nghịch, xếp hàng để mua. Xếp hàng dài như thế này đây. Đó, quán cà phê Trung Nguyên vừa mới mở ở Bonsa, chưa kịp khai trương là nó đông như thế này rồi. Xếp hàng vậy nè. À, vậy như thế này thì tiềm năng sẽ còn mở nhiều quán Trung Nguyên ở đây nữa. Cà phê Trung Nguyên chưa tới ngày khai trương ngày 29 tháng 9 mà đã đông nghịch người như thế này rồi. Đây là một quán franchise đầu tiên ở Hoa Kỳ được đặt ngay tại trung tâm Bonsa như thế này. Đây là quán cà phê Trung Nguyên đầu tiên mở ở Bonsa và họ sắp sửa khai trương. Bây giờ chúng ta nghe anh Johnson, người quản lý ở đây, sẽ giới thiệu đôi chút về quán cà phê Trung Nguyên sắp sửa khai trương ngày 29 tháng 9 tới đây. Hi, my name is Johnson. Xin chào, tôi tên là Johnson. Tôi là quản lý của tiệm cà phê Trung Nguyên Legend, chi nhánh đầu tiên trên nước Mỹ. Chúng tôi tọa lạc ngay trung tâm Little Sài Gòn, góc Bosa và Magnolia. Hiện nay chúng tôi đang trong thời gian khai trương thử, mở cửa từ 9 giờ sáng tới 2 giờ trưa và chúng tôi sẽ chính thức khai trương vào ngày 29 tháng 9 tới đây. Sẽ có chương trình múa lân, đốt pháo và xổ số trúng thưởng. Hãy tới đây cùng tham gia với chúng tôi để thưởng thức một trong những loại cà phê Việt Nam ngon nhất. Đây là hàng dài đang ngồi ở ngoài và đứng ở ngoài nữa. Thank you.